Cô chào các con, hôm nay cô và các con chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề 19. Đó là cơ bản về bảng tính, chúng ta cùng tìm hiểu về một cái bảng tính nhé. Mục tiêu của bài học hôm nay đó là các em bắt đầu làm quen với bảng tính, có thể khởi động bảng tính, sử dụng một số thanh công cụ trên bảng tính và tạo một bảng tính mới. Chúng ta có những hoạt động sau. Hoạt động thứ nhất là tìm hiểu kiến thức, hoạt động thứ hai là trải nghiệm, hoạt động thứ ba là thực hành, hoạt động thứ tư là khám phá và chia sẻ, hoạt động thứ năm là em có biết. Nào bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu về hoạt động thứ nhất là tìm hiểu kiến thức. Đầu tiên các con sẽ tìm hiểu về khái niệm bảng tính. Bảng tính là một cái công cụ giúp chúng ta thực hiện các công việc tính toán, và đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng nó để tính toán những bài toán khó. Một số chức năng đặc biệt của bảng tính đó là kết quả sẽ được tự động thay đổi khi chúng ta thay đổi các con số trong phép tính. Phần mềm bảng tính Excel cũng giúp chúng ta vẽ các biểu đồ rất là đẹp. Cách khởi động phần mềm Microsoft Excel 2010 chúng ta làm như sau. Bước thứ nhất, chúng ta nhấp chuột vào menu, nút Start. Sau đó chúng ta chọn All Program, chúng ta chọn Microsoft Office, chọn Microsoft Excel 2010. Và bây giờ chúng ta sang hoạt động thứ hai, trải nghiệm. Sau khi chúng ta khởi động phần mềm Microsoft Excel thì sẽ xuất hiện một cái cửa sổ như thế này, và cái cửa sổ này nó sẽ có những điểm nó giống với phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm đa phương tiện mà chúng ta đã được học trước đây. Thứ nhất đó là chúng ta cũng có thanh tiêu đề, chúng ta có thanh thể lệnh. Các bạn cũng có thấy là cái phần mềm này có thanh gradient và thanh trạng thái, các lệnh trong thể lệnh file, vân vân. Như vậy là tất cả những cái này cũng gần giống với trong phần mềm Word và phần mềm PowerPoint. Trang tính Excel thì nó giống như một cái trang giấy rất là lớn và được chia thành các dòng và các cột. Thành phần trong trang tính thì chúng ta có những thành phần như sau. Thứ nhất đó là sổ tính. Sổ tính là workbook, thì một tập tin Excel chứa một hoặc nhiều trang tính gọi là một sổ tính. Thứ hai đó là chúng ta có trang tính. Trang tính là một thẻ trang sổ tính. Mặc định mỗi sổ tính thì có gồm có 3 trang tính là sheet 1, sheet 2, sheet 3, và chúng ta muốn thêm nữa thì chúng ta kích vào cái nút có dấu sao này. Thành phần tiếp theo đó là ô tính. Ô hoạt động thì là ô hiện tại được hiển thị với đường viền dày là ô đang hoạt động. Và địa chỉ ô. Địa chỉ ô thì giao của một dòng và một cột được thiết kế bằng cách gán chữ cái biểu diễn cột và số biểu diễn dòng. Như vậy là ở đây là địa chỉ ô. Sang hoạt động 3 là hoạt động thực hành. Hoạt động thực hành thì chúng ta sẽ thực hiện nhập dữ liệu. Em hãy nhập dữ liệu như sau vào bảng tính và chú ý vị trí của từng ô. Để chuyển nhanh con trỏ sang ô bên cạnh thì chúng ta chỉ cần nhấn phím Tab.
Bây giờ cô sẽ thực hành cho các con xem. Chúng ta sẽ nhập dữ liệu nhé. Đầu tiên các con sẽ khởi động phần mềm Excel. Có thể chúng ta sẽ khởi động trên cái giao diện của nó ở trên màn hình desktop, hoặc là các con sẽ vào New Start, chọn Open Program. Rồi chúng ta chọn Microsoft Office. Chúng ta chọn Microsoft Office 2010 nếu như chúng ta có, còn không có thì chúng ta thử khởi động 2007 như vậy của cô nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ cái dữ liệu này vào số thứ tự họ tên lớp nữ. Thì ở đây các con chỉ cần nhập vào giống như là phần mềm của thôi. Ở đây các con sẽ gõ số thứ tự 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Rồi họ tên chúng ta thử ghi là Nguyễn Thành Nam. Chúng ta ghi theo tên của chúng ta cũng được nhá, chúng ta không cần phải ghi theo cái tên ở trong bảng dữ liệu này. Nguyễn Thành 5A. Rồi nữ. Tương tự như vậy chúng ta gõ tên thứ hai là Trần An, Lê Bình, Lý Hòa. Trần An, Lý và Lý Hòa. Cô xin nhắc lại là cái tên này các con có thể đặt tên bất kỳ nhá, chúng ta không cần phải đặt tên tên của cô gõ ở đây nhé. Để các bạn có thể đánh dấu tích. Rồi như vậy là cô cũng đã gõ xong dữ liệu rồi. Bây giờ tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách thay đổi chiều cao và độ rộng. Cách thay đổi chiều cao, cách thay đổi độ rộng của cột thì chúng ta sẽ thực hiện. Thứ nhất, chúng ta chọn thẻ Home. Thứ hai, trong nhóm Cell thì các bạn chọn Format. Thứ ba, chúng ta chọn Column Width. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi độ rộng của cột. Cái thứ hai, cách thứ hai là chúng ta sẽ đặt con trỏ tại vị trí cạnh phải của tiêu đề cột và nhấp chuột vào kéo đến khi đạt độ rộng mong muốn.
Thứ hai là thay đổi chiều cao của hàng thì chúng ta cũng có những cách như sau. Chúng ta cũng vào thẻ Home, chúng ta vào Format, rồi sau đó chúng ta chọn Round here, chúng ta thay đổi độ cao. Cách thứ hai nhanh hơn đó là chúng ta sẽ đặt con trỏ vào vị trí cạnh dưới của chỉ số dọc và nhấp chuột và kéo đến khi mà đạt độ cao mong muốn. Còn để chèn ô, chèn hàng, chèn cột thì chúng ta sẽ nhấp chuột tại vị trí gần chèn ô, hàng, cột. Rồi bước 2 là chúng ta sẽ chọn thẻ Home, trong nhóm Cell chúng ta chọn Insert. Thì Insert Cell thì có nghĩa là chúng ta chọn chèn ô, Insert Row là chèn hàng, chèn cột và chèn một bảng tính. Thứ hai là xóa. Xóa ô, xóa hàng, xóa cột cũng tương tự, chúng ta cũng vào thẻ Home. Sau đó nhấp chuột tại vị trí cần xóa ô, chọn thẻ Home, chọn trong nhóm Cell, chúng ta chọn Delete. Chúng ta nhớ là chúng ta chọn Delete là ở đây nhé. Cái này cô đã làm nó bị lệch. Tiếp theo là lưu bảng tính. Thì để chọn lưu bảng tính, chúng ta chọn thẻ File, chúng ta chọn Cell và hoặc là chúng ta nhấp vào nút lệnh Cell rồi hoặc là nhấn tổ hợp phím Ctrl S. Rồi sau đó chúng ta đặt tên tập tin trong cái khung File Name rồi chọn nút Cell. Như vậy là đó là những cái cách mà thực hành thay đổi độ rộng cao của hàng và độ cao độ rộng của cột. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con là về thay đổi độ rộng của cột. Thì để thay đổi thì cô sẽ làm theo cái cách thứ hai cho nó nhanh. Thì bây giờ chúng ta đặt con trỏ tại đây, vị trí cần thay đổi. Ví dụ cô muốn là cái họ này cô muốn thay đổi là nó nhỏ lại, cái cột này nhỏ lại, thì chúng ta sẽ kéo. Khi nào con trỏ chuột trở thành cái mũi tên hai chiều như thế này thì các con sẽ kéo sang trái hoặc kéo sang phải. Ví dụ cái lớp này tôi muốn là nó rộng ra thì cô phải kéo sang phải. Rồi ví dụ độ cao của hàng, cô muốn là cái cột số thứ tự thứ nhất này cô muốn là rộng, cái hàng số thứ tự thứ nhất này là rộng thì chúng ta sẽ kéo xuống. Rồi như vậy là cô đã thay đổi được độ cao của hàng. Rồi bây giờ cô muốn xóa cái cột là giới tính đi. Cô muốn chèn một cái cột sang sau cái cột nữ thì cô sẽ vào thẻ Home, chúng ta nhấp vào Insert. Như vậy là cô đã chèn được một cái cột mới rồi. Rồi tương tự như vậy, chèn hàng thì chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta sẽ chọn cái hàng đó, sau đó chúng ta nhấn chọn Insert. Tiếp theo chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta lại kích chọn cái cột cần xóa rồi chúng ta lại vào Delete thì chúng ta xóa đi. Như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ các con về nhà thì các con hãy tập khởi động phần mềm Excel và sau đó các con hãy gõ dữ liệu vào một số họ tên như của máy, như dữ liệu của cô. Rồi sau đó các con sẽ tập chèn hàng, chèn cột, rồi xóa hàng, xóa cột và thay đổi cái độ rộng, độ cao của cái cột của hàng nhé. Xin chào và tạm biệt các con.